Trên cõi trời có bốn chúng, trong đó có cả chúng quỷ la sát. Tại sao trong bài thỉnh chư thiên không thỉnh chúng này? Các gia đình có các chư thiên không, làm sao để biết? Cái la sát thì là một cách gọi rộng chỉ cho nhiều hạng. Mà nếu quý vị có học về người và cõi, quý vị sẽ thấy là la sát chia ra cũng nhiều hạng, cho nên là có hạng thì tính vô trong cái chư thiên, có hạng thì tính vô chung ngạ quỷ. Cho nên là hạng nào mà tính vô chư thiên thì khi mà thỉnh chư thiên là thỉnh chung. Tại vì la sát có chỗ thì đó mang ý nghĩa là một vị thần có nhiều oai lực thì gọi là la sát. Còn ở nhà có chư thiên hay không thì chư thiên có hai loại. Một là loại có cái chỗ ở cố định và thường không thay đổi, và hai là cái chỗ ở chỗ khác. Nó như thế này nè, một số loài càng thác bà, càng thác bà là địa cư thiên, là chư thiên bậc thấp, thì các vị đó trú ở trên cây, những cái loài cây lớn, những cái cây có hương thơm, thì các loài càng thác bà đó các vị ấy rất thích ở. Cho nên nếu như mà quý vị trồng những cái cây lớn ở trong nhà, ví dụ như là cây đa, cây si ấy, thì có khả năng là các vị đó về mà nó kẹt nổi là chư thiên loài càng thác bà họ có thể ở, mà các cái loài như là la sát hoặc là dạ xoa thì họ phi nhân họ cũng khoái ở. Cho nên ở nhà mà quý vị trồng mấy cây đó thì không biết là loài nào ở. Ở thì có thể có ở đó, mà không biết loài nào ở thôi. Ở trên, tức là ở trên hay dưới mình không biết. Rồi có một số vị địa cư thiên mà cái phước họ hơi kém, cho nên họ không thể thay đổi chỗ ở một cách như ý được. Ví dụ như cái chỗ ở của họ là ở trên một cái nhánh cây, mà bây giờ mình chặt cái nhánh cây đó về rồi mình đóng vô tủ, đóng làm bàn, làm ghế thì họ cũng đi theo luôn. Tại vì họ không có thể thay đổi chỗ ở một cách tùy thích được. Thì nếu có thì quý vị có thể có cái loài đó. Rồi thì cái loài này thì quý vị muốn thờ thì cũng dễ. Tức là mình trồng những cây lớn mà cây có hương thơm, quý vị thờ thì có thể là họ sẽ về. Nhưng mà cũng cẩn trọng, bởi vì có đôi khi thì các vị đó, tức là người ở trên không về mà người ở dưới họ về, nó kẹt ở chỗ đó. Mà làm sao để còn những vị chư thiên khác làm sao để họ tới? Nó đòi hỏi chúng ta phải giữ giới. Khi chúng ta giữ giới, chư thiên họ mới hoan hỷ. Một người có giới, thường ngày thường giữ năm giới, có tam quy, và trong những ngày 14, 30 và ngày 7 mỗi nửa tháng, các vị đó giữ gìn bát quan trai giới, thì nơi mà vị đó ở sẽ là nơi được chư thiên chiếu cố. Còn khi mà chúng ta ở nơi chúng ta ở mà chúng ta không có giới,
chúng ta không có sự tu tập thì chư thiên họ không muốn ngó tới. Cho nên là cái chuyện là có chư thiên hay không, điều đó tùy thuộc vào việc là mình có tu tập hay là không. Giống như bây giờ quý vị hỏi là nhà mình có khách quý thường lui tới hay không, thì điều đó nó đòi hỏi là mình có cái gì để mình hấp dẫn những cái nhân vật lớn khách quý đó tới với mình hay không.